cưa gỗ ép này bây giờ người ta mang ra ấy, người ta trước người ta hay đóng tủ ấy, đóng tủ nó cái mùn cưa gỗ ép này nó rẻ mà nó nhanh hỏng, thế nên là chúng ta mang cái này ra, người ta mang ra người ta vứt ở ngoài vì rìa đường ấy là rất là nhiều. Đây các bác thấy này, đấy mùn cưa. Chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh của Trần Hữu nha. Hôm nay em Hữu sẽ chia sẻ cái quy trình cũng như cái cách mà chúng ta tự làm một chiếc bếp đốt củi siêu tốc, một chiếc bếp đi tất cả các loại củi mùn cưa gỗ ép, vỏ cây vỏ dừa mà không sinh ra khói, không sinh ra bụi, thoải mái. Nếu các bác đi trong nhà các bác có thể nấu ăn gia đình bình thường hoặc nấu cám nấu các loại đồ vừa thôi nhé. Thì chúng ta cần tuyển chọn nó chính là cái bếp này, nó là không giống như những chiếc bếp đời cũ của chúng ta, là chiếc bếp đời mới. Vì thế chúng ta phải chọn những chiếc chiếc bếp được hàng từ thép Liên Xô. Đây có đây chiếc bếp của các bác xem, có những có cả một sổ sách chỉ là tuyển cái loại thép Liên Xô thép đời cũ này cho là về làm bếp cho các bác. Cái loại thép Liên Xô này thì nó mới bền được các bạn. Đấy các bác nhìn cái nõi thép của nó dày bịch như này các bác nhá. Và cái nõi thép này của nó có 3 tầng, nó chính là một tầng đốt khói, một tầng sấy và một tầng mồi các bác nhá. Phải làm bằng thép Liên Xô chứ còn làm bằng mấy cái loại thép cuốn hoặc bê tông như các bác chỉ đun vài hôm nhất cho cuối cùng là vứt hết. Nhưng mà riêng chúng ta làm bằng thép Liên Xô này, độ bền của chúng ta có thể lên được 7 đến 10 năm sử dụng liên tục các bác. Thực ra cái chi phí của chúng ta chỉ bỏ ra nó ban đầu nó cao hơn một chút, nhưng mà cái hiệu quả chúng ta kéo lại nó là rất là lâu dài. Chúng ta sử dụng nó thoải mái, bền bỉ mà không bao giờ nó hỏng cả. Và đặc biệt là nó rất là chắc chắn, trọng tải lớn. Chúng ta thoải mái, chúng ta để những nồi to 5-70 lít đến hàng trăm lít thoải mái luôn các bạn. Các bác có thể nấu cám, nấu rượu hoặc đun nấu gia đình. Tội gì mà nhà chúng ta có củi mà chúng ta không sử dụng, chúng ta phải mất tiền, chúng ta đi mua ga, rồi chúng ta sử dụng điện cũng không có bác. Chúng ta có muốn đun nấu kho cá hay là làm những cái nồi gì lớn lớn luộc gà một chút là mỗi một lần làm như vậy là chúng ta đun bằng ga, chúng ta đun bằng điện, chúng ta cảm thấy rất là xót ruột. Nhưng xót ruột là nó vẫn không phải là vấn đề. Vấn đề là cái mùi hương của nó không bao giờ bằng chúng ta đốt củi được, đun bằng củi được. Dù thế nào đi chăng nữa là đun bằng củi là cái mùi thơm ngon nhất. Nói gì thì nói, sau tất cả những cái thể loại không có gì nấu ngon bằng củi hết. Nó chỉ là chúng ta có thể lách cách hơn một chút thôi, nhưng mà thực sự gâu là nhà chúng ta có thời gian, chúng ta có chẳng tội gì chúng ta không làm đúng không các bác. Ok, bếp này là bếp hai lớp các bác nhá. Các bác đang theo dõi bên trong này là lớp thép được là cộng mới lại ra, chúng ta đã được khoan những cái lỗ để tạo bộ chế hòa khí cho nó. Thép này là có thể tùy từng loại, có loại dày 5 ly, có loại 6 ly, có loại 7 ly các bác. Đấy. Chúng ta làm càng dày thì đương nhiên là độ bền của nó càng cao và nó càng chắc chắn các bác nhá. Thì chúng ta tạo cái bộ nõi này, những cái lỗ nhỏ này là những cái lỗ oxy, nó sẽ giúp chia đều oxy. Chia đều oxy để làm gì? Chia đều oxy để đốt khói, đốt cho không còn một tí khói nào nữa. Thế nên cái bếp này chúng ta có thể thoải mái nấu trong nhà, nấu ở phố, nó không có khói, không có bụi. Và nó cái đặc biệt hơn nữa là nó rất ít đen nồi, nó cũng đen nhưng mà nó đen ít các bác nha, dễ rửa hơn cái bếp củi ngày xưa rất là nhiều. Ok, đây cái lớp vỏ của nó, lớp vỏ này nó có chức năng là bảo vệ và nó làm cho cái gió của chúng ta nó cứ chạy vòng tròn xung quanh và nó sẽ đi ra những cái lỗ mà chúng ta khoan sẵn như vậy. Nó thứ nhất là nó có hai tác dụng, đó chính là chế hòa khí đốt khói, thứ hai là nó còn có một tác dụng nữa bảo vệ làm mát, thứ ba là làm cho cái bếp của chúng ta chắc chắn đẹp đẽ hơn rất là nhiều. Đây ấy xong rồi chúng ta sẽ cho hàn lại như thế này các bác nhé. Đấy, những bác nào mà kinh tế mà eo hẹp các bác có thể nhìn em Hữu làm ở đây, về các bác làm theo như này, cứ làm theo em Hữu đảm bảo các bác là sẽ có một cái bếp tuyệt vời để các bác đun luôn. Em Hữu là không bao giờ em Hữu giấu giếm cái gì, em Hữu luôn luôn chia sẻ với các bác và rất là ủng hộ những cái bác nào có thể tự làm được, các bác cứ lên cho bác làm theo thôi. Còn nếu mà các bác nào mà ngại các bác không làm hoặc các bác không có đồ thì các bác có thể là gọi điện theo cái số điện thoại của em Hữu làm hộ các bác và gửi về cho các bác chỉ có thể sử dụng luôn thôi, nhà không phải làm gì cả. Xong mà chúng ta sẽ hàn kín như thế này các bác nhé. Đây hàn kín như này để chúng ta cho những cái nó sẽ đi theo những cái lỗ gió, đấy, cái lỗ mà chúng ta khoan sẵn đấy nó đi ra. Chúng ta phải chia làm sao để cho nó hợp lý, cái chia này nó gọi là bí mật cơ. Em Hữu để nói cho các bác biết hoàn toàn kết cấu của nó, tất cả mọi thứ giống nhau nhưng để chia này nó là một bí mật. Và cái bí mật này sẽ giúp cho cái bếp của chúng ta cháy ngon và triệt để hơn rất là nhiều. Cái bếp này chúng ta sẽ còn có thêm nữa, chính là một cái cửa để chúng ta đốt củi, và cửa này và một cái cửa phun khói. Đây cái mà anh nhà đang hàn đây, các anh đang hàn, nó chính là cửa thông khói. Cái bếp này nó sẽ không có khói nhưng mà nó sẽ phải có cửa thông khí các bác nhé. Bởi vì khi chúng ta đun một cái nồi lớn chúng ta để ở bên trên mặt của nó, nồi nhỏ chúng ta để ở bên trong thì ok, nó không có vấn đề gì rồi. Nhưng nồi lớn chúng ta để bên trên mặt nó bắt buộc nó phải có một cái lỗ để thông oxy. Vậy thì cái lỗ này sẽ là lỗ thông oxy. Còn cái đây, đây là đường vào gió quạt của nó các bạn. Đường này là đường thổi quạt nhé.
quạt nó sẽ làm gì? Quạt nó có nhiệm vụ đó chính là cấp thêm gió, cấp thêm oxy vào. Bình thường cái đốt củi của chúng ta nó sẽ bị thiếu oxy nên lửa nó sẽ màu đỏ và nó sẽ có khói, nhưng bây giờ chúng ta cấp thêm oxy vào thì nó sẽ đủ oxy, nó sẽ cháy nhanh và không có khói. Còn đây là cái cửa gì? Đây là chiếc bếp C35, đường kính 35, nhưng mà đường kính 35 là loại đất liền nên là sẽ có một cái cửa lấy than cửa trước các bạn. Ok, các bác thắc mắc rằng nồi nhỏ có ấy được không? Nồi nhỏ có đun được không? Có chứ, đương nhiên đã là bếp thì cho nhỏ đều phải đun được hết các bác nhé. Bếp mà chỉ đun to thôi mà không đun được nhỏ thì có nghĩa là nó chưa hợp lý lắm đâu. Thì chúng ta sẽ hàn thêm 3 trường ở bên trong này và 3 trường này sẽ phải hàn thụt xuống một chút các bác nhé. Lý do tại sao? Bởi vì cái trường của chúng ta là cái trường hàn bằng, thế nên chúng ta xuống đây mày có đun nồi to nồi nhỏ nó cũng chỉ có thể chạy lòng vòng ở bên trong này. Trường hợp thôi chứ còn bình thường nó sẽ rất là im các bạn. Trường hợp nó sôi nó có thể rung nồi và nó có thể chặt tê dịch một chút thì nó không bao giờ nó ra bên ngoài rồi, nó không bao giờ nó bị đổ các bác nhé. Lý do tại sao là cái chuyện này chúng ta sẽ phải hàn thấp xuống này một chút, đó là như thế các bạn. Thứ nhất là nó về cái mặt thẩm mỹ, thứ hai là nó phải có tác dụng của nó các bác nhé, chứ không phải tự dưng chúng ta hàn như thế này đâu. Tất cả những thứ hàn thế này chúng ta đều được tính toán hết và chúng ta sẽ hàn cái việc này lên trên. Ok chưa? Đây là xong đâu đấy nha. Ok, cái bếp này nóng di chuyển kiểu gì? Cái bếp này nóng muốn di chuyển nó, chúng ta sẽ có hai cái tay này làm nhiệm vụ đấy, chính là di chuyển nước của cái bếp này nóng. Chúng ta chỉ nó giống như hai cái tay nồi, chúng ta chỉ nó rẻ vào và chúng ta nhấc lên một phát thế là xong. Và hai cái tay này sẽ giúp cho chúng ta di chuyển ở bất kỳ nơi đâu nó dễ hơn các bạn. Đấy, làm gì thì chúng ta cũng đều phải tính toán đến cái lúc mà chúng ta vận hành hết các bác, làm sao nó phải đạt cái hiệu quả tối đa của chúng ta vận hành, nó phải giúp cho chúng ta trơn tru cũng như là nó gọi là nó vì người dùng nó thông minh. Đấy, tất cả mọi thứ người ta làm ra đều để phục vụ cuộc sống, và khi chúng ta sử dụng nó thì chúng ta phải cảm thấy dễ chịu vậy. Nhưng khi chúng ta sử dụng nó mà chúng ta cảm thấy là nó chưa dễ chịu thì chị nó chưa phải là tối ưu, chúng ta sẽ phải tối ưu nó. Ok, xong, thế là xong các bác nhé. Đấy, là xong một chiếc bếp rồi. Ok, đây, các bác nhìn đây, đây chính là cửa lấy cửa chủ có thể bán ra vào được. Còn ở đây là đôi bếp trên 35 cũng nên qua đến hai cửa trước. Còn ở bên kia là ba chân nhé, đây cửa chân đó, ba chân tiền giúp là đi mình nhỏ. Ok, sẽ chuyển sang bên tay phải này cho nó thuận tiện các bác. Đấy, em Hiếu có thiết kế cho các bác là nó rất là thuận tiện luôn. Còn đây, cái củi của chúng ta sử dụng thì nó là cái củi nào các bác ạ? Đấy, các bác vẫn hay hỏi em là Hiếu ơi, thì chúng ta sử dụng cái củi nào nó tốt hơn? Thì cái bếp này nó sử dụng được tất cả các loại củi cũng như là vỏ cây, vỏ que, mùn cưa, gỗ ép các bác nhé. Còn bây giờ cái công việc của chúng ta là chúng ta sẽ đi mồi nó lên. Đấy, vậy thì mồi cái bếp củi này sẽ mồi như thế nào? Cách thức mồi của nó giống như kiểu chúng ta mồi ngày xưa thôi. Chúng ta sẽ lấy một ít giấy như thế này các bác nhé. Chúng ta sẽ lấy giấy bìa cắt tông hoặc là ná hoặc là cái gì cũng được. Chúng ta cho nó vào bên trong này. Đấy, cho nó vào bên trong lòng bếp thì chúng ta sẽ nhỏ ra để cho nó làm cái chất dẫn cháy. Ngày xưa mình mồi là mình hay cho ná khô các bác, ná cây khô, hoặc là chúng ta dưới một tí dầu hỏa lên bên trên này. Đấy, ok, đây các bác nhé, ta tách ra như này. Cái bếp này nó rất là hay các bác nhé, một khi nào nó cháy rồi thì cả củi ẩm củi tươi nó vẫn cháy bình thường. Đặc biệt là nó có thể nấu được ở ngoài trời gió, nấu ngoài trời mưa nó không bị tắt. Đấy, trời mưa chúng ta vẫn có thể nấu được, chúng ta chỉ cần che cái quạt này đi thôi là chúng ta vẫn nấu ok các bác. Đấy, sau là chúng ta sẽ cho giấy, là chúng ta sẽ cho cái củi nhỏ này vào các bác nhé. Đầu tiên là chúng ta cũng cho củi nhỏ trước, bởi vì nó là bếp củi, đầu tiên sau khi mồi nó sẽ có giấy, nó sẽ có một chút khói của giấy. Sau khi là nó củi nó cháy xong đâu đấy thì nó sẽ hết khói, nó chỉ tầm độ 15-20 giây sau được các bác nhé, chứ nó không khói quá nhiều đâu. Mà cái giấy của chúng ta thì cái giấy này nó khói thì nó không khó chịu thế nào cả, nó cũng giống như là chúng ta bình thường thôi. Những cái quái củi quái giấy này thì nó rất là dễ chịu luôn, vì mùa đông chúng ta hay sưởi bằng củi mà các bác, đúng không? Đấy, thế nên là việc mà cái quái giấy quái củi này nó cháy ấy, nó không có ảnh hưởng gì đến đấy cả. Sau đó chúng ta sẽ tập điện lên. Rất là đơn giản, rất là nhanh.
ta nhóm rất là dễ cơ, chứ nó không hề quá như thế nào. Thậm chí nó còn nhảy nhóm nhanh hơn cái của ngày xưa rất là nhiều lần luôn. Bởi vì là nó có cái gió qua này cơ. Đấy, ok, các bác thấy cái miếng thao tác chưa? Rất nhanh đúng không? Đấy, ta cho củ thử đây. Đấy. Sời. Đấy, các bác thấy nhanh chưa? Tí rồi đã là lên nửa vòng rồi. Các bác đã thấy cái mùi thơm của nó chưa? Thực sự câu là mùa bắt đầu rem rét cái này thì cái mùi cá kho thực sự nó vô cùng quyến rũ luôn đó nha. Các bác thấy tác phẩm của em Hữu có xịn không? Này là một lúc sau em Hữu sẽ kho nó cạn nước đúng không? Cá kho này chúng ta phải kho cạn nước và chúng ta để cho nó hơi cháy xém một chút bên dưới, là thực sự câu là hương vị của nó tuyệt vời. Cho dù chúng ta đã sống ở phố rất là nhiều ấy các bác, rất là nhiều năm rồi nhưng chúng ta không thể nào quên được cái hương vị cá kho đấy. Đây các bác có thể cùng xem em Hiếu nhé. Đó. Đây, các bác có thể cùng xem em Hiếu ở nhà em Hiếu hiện tại đang là nhà ở phố. Đây, các bác có thể quan sát đây. Nhà em Hiếu là kho xưởng và em Hiếu là hoàn toàn là ở phố hết rồi. Nhà đây cũng là nhà ống giống như của các bác. Nhưng mà em Hiếu thoải mái, em Hiếu đun ở trong nhà. Đây các bác nhìn thấy xem này. Chiếc bếp đang cháy rất là to, các bác nghe thoải mái đun ở bên trong nhà. Bây giờ cá kho chúng ta chỉ cần giảm nhỏ lại thôi. Đấy, ok, thấy chưa? Đấy. Chúng ta cho nhỏ lại thôi nhá. Đấy, nó vẫn cứ cháy bình thường luôn. Này, ok, bây giờ em Hiếu sẽ không cho quán để cho các bác cùng xem này. Cái này nó mới hay các bác nhé. Không đến lúc em Hiếu là các bác phải bảo em Hiếu nó khét này. Đây, thấy chưa? Nha, vẫn cháy bình thường đúng không các bác? Trời, đây, vẫn cháy đẹp luôn. Này, vẫn cháy đẹp luôn các bác ạ. Tuyệt vời ở chỗ này đây. Các bác cùng vào đây em Hiếu xem là chính nhà đây. Chiếc bếp thần thánh nó vẫn cháy bình thường các bác nhá. Vẫn cháy bình thường luôn, cháy ngon luôn à. Không quạt nữa. Đây, em Hữu không cần lấy quạt nữa. Chứ không có lúc các bác lại bảo là thằng Hữu nó cho quạt vào đây các bác à. Đấy, không quạt chứ bác nhá. Không quạt này. Lửa vẫn cháy đượm này, cháy rất ok. Nhưng mà nó sẽ chậm hơn so với có quạt. Đấy, nói gì thì nói, kiểu gì có quạt thì nó sẽ nhanh hơn.